Xin chào các bạn, không khí Giáng sinh thì tràn ngập khắp muôn nơi rồi. Và hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một bài hát tiếng Anh rất quen thuộc. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Và bài hát này chính là Jingle Bell Rock. Nếu mà mọi người nghe quen thuộc thì có lẽ là các bạn sẽ nhớ đến bài hát Giáng sinh Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All The Way, đúng không nào? Nhưng mà Jingle Bell Rock thì nó lại là một phiên bản nó sống động hơn của bài Jingle Bell, Chuông Ngân Vang. Phiên bản này thì được viết lại bởi Joe Bill và Jimmy Booth. Đấy là hai nghệ sĩ quá cố người Mỹ mà được hát bởi nghệ sĩ là Bobby Helms vào năm 1957. Sau đó thì có rất là nhiều bản cover lại và remake lại của bài hát này. Nhưng mà có lẽ phiên bản nổi bật nhất và được mọi người bật nhớ nhất trong dịp Giáng sinh vẫn là của Bobby Helms. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu bài này có nghĩa là gì nhá. Ready? Ok, bây giờ thì chúng mình cùng bước vào phân tích bài hát này nhá. Nhìn vào đoạn đầu tiên, chúng ta sẽ thấy ngay câu đầu tiên là Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Câu này thì tác giả chỉ đơn giản đang lặp lại cái tên bài hát đúng không? Jingle Bell, chuông ngân vang. Nhưng sang đến câu thứ hai thì chúng ta bắt đầu thấy lời ca nó rõ ràng hơn. Chúng ta sẽ có câu là Jingle Bell Swing and Jingle Bell Ring. Đây là hai mệnh đề với hai động từ đó là swing và ring. Cùng mình nhìn vào động từ thứ nhất, động từ swing. Swing ở đây có nghĩa là đu đưa đúng không nào? Ý đang nói đến cái chuông nó đang đung đưa qua lại đúng không? Và ở cái thứ hai, từ ring cũng có nghĩa là vang lên. Nghĩa là chuông nó đang đung đưa và nó đang cất vang lên tiếng ca. Mở rộng thêm một chút nhé. Thì từ swing vừa rồi chúng ta có là động từ đúng không? Nhưng ngoài ra swing cũng có thể là danh từ. Và nó có nghĩa là cái xích đu mà mọi người hay chơi ấy. Là một cái trò rất là quen thuộc với chúng mình đúng không? Và về ring thì mình hay được dùng khi mà nói đến một cái tiếng chuông gì đấy nó vang lên. Ví dụ như là bạn gọi điện thoại cho ai đấy và tiếng chuông nó vang lên chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể nói là the phone is ringing. Ok? Rồi bây giờ chúng ta sẽ move on sang câu thứ ba nhé. Câu thứ ba của ta là snowing and blowing up was sure of fun. Và ở đây mọi người sẽ thấy có hai động từ đúng không? Ở dạng ing, đó là snowing and blowing. Nhưng hai động từ này đã được người ta rút gọn bằng cách là thay chữ g ở cuối bằng dấu phẩy, đúng không nào? Và chúng ta có snowing là tuyết đang rơi này, và blowing up có nghĩa là đang bùng nổ. Và bùng nổ cái gì? Thế thì hãy cùng mình phân tích vào bushel of fun ha. Bushel ở đây là một cái thùng đựng thức ăn. Nếu như mà ở Việt Nam của mình hay có cái thúng đúng không nào? Thì ở bên châu Âu người ta hay có một cái thùng rất là to bằng gỗ. Và cái này có thể chứa đến 30kg lận. Và ở đây khi mà ghép vào cái bài này thì chúng ta có thể hiểu đây là một cách nói ẩn dụ của tác giả đang nói đến là một cái thùng đồ rất là nhiều niềm vui, thùng đựng rất là nhiều niềm vui. Và ý cả câu này đấy là tuyết thì đang rơi và mình ở trong nhà hay là bản thân mình thì đang rất bùng nổ, rất là nhiều niềm vui tại vì Giáng sinh đến rồi. Ok, bây giờ chúng ta sang câu cuối cùng nhé. Now the jingle hop has begun. Bây giờ thì cái điệu nhảy jingle vừa mới bắt đầu, đúng không nào? Ở đây tác giả nhắc đến jingle hop. Jingle hop thực ra nó là một điệu nhảy Giáng sinh. Nếu như mình có nhảy các điệu nhảy dân gian đúng không? Thì đối với Giáng sinh người ta cũng hay có những cái điệu nhảy riêng. Và từ hop, hop ở đây mọi người có thể hiểu nó là một danh từ có nghĩa là nhảy lò cò ha. Và thậm chí nó cũng có là động từ nữa, là vẫn là nhảy lò cò thôi. Alright. Và vừa rồi thì chúng ta vừa tìm hiểu về 4 câu đầu tiên của bài hát. Bây giờ chúng ta cùng sang xem đoạn tiếp thứ hai nha. Bước vào đoạn thứ hai, ở ngay được câu đầu tiên chúng ta lại thấy tác giả lặp lại Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock đúng không? Nhưng mà ở câu thứ hai thì lại khác đi một chút. Jingle Bell chimed in Jingle Bell Time. Jingle Bell Time thì có lẽ là thời khắc chuông ngân vang rồi. Nhưng mà điều gì đang xảy ra? Đó là Jingle Bell Chime. Ở đây chime mình có thể hiểu nó là một động từ. Nó nói đến cái sự ngân vang lên khi mà cái chuông nó ngân vang. Và ở đây chỉ đơn giản là các cái tiếng chuông nó ngân vang trong thời khắc rất là đặc biệt này thôi đúng không? Và điều gì thì đang xảy ra? People dancing and prancing in the Jingle Bell Square. Ở Jingle Bell Square, ở quảng trường Jingle Bell, thì mọi người dancing and prancing,
Again, chúng ta lại thấy hai động từ của mình lại được rút gọn bằng cách thay đổi đuôi ing bằng in và dấu phẩy, đúng không nào? Dancing thì quá rõ rồi là mọi người đang nhảy. Nhưng còn prancing thì sao? Vậy thì cùng mình tìm hiểu cái động từ prancing này nhé. Prance nó có nghĩa là nhảy dựng lên, đúng không? Khi mà người ta nói đến một con ngựa ấy thì người ta hay dùng về cái việc nó cứ nhảy đi nhảy lại, nó là prance. Nhưng mà khi mà áp dụng với người thì chúng ta có thể hiểu nó là một cái hành động mà mang tính chất cường điệu. Vậy thì áp dụng vào trong câu này, bài hát của mình Jingle Bell Rock, chúng ta sẽ thấy là hành động của mọi người đang nhảy nhót và rất là vui vẻ, đúng không? Rất là nhiệt tình, mặc dù in the frosty air. Ở đây thì frosty air, frosty nó chính là một tính từ, đúng không? Và để hiểu từ này thì các bạn hãy quay trở về với cả danh từ của nó là frost. Frost chính là băng giá. Khi chuyển thành tính từ nó có nghĩa là giá lạnh, frosty, nghĩa là cái không khí nó lạnh đến mức mà mọi thứ dường như đóng băng vậy. Nhưng mà trong cái không khí tê buốt này thì mọi người lại đang nhảy cách rất là vui vẻ, đúng không nào? Alright. Sang đến đoạn thứ 3 thì chúng ta có giai điệu hơi khác một chút, đúng không nào? What a bright time, it's the right time. Cùng nhìn vào câu đoạn đầu tiên. What a bright time. Ở đây nó giống như một câu cảm thán vậy á. Bright có nghĩa là sáng suốt, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này mình có thể hiểu nó là một cái thời gian mà nó bừng sáng rực rỡ. Để làm gì? To rock the night away. Ở đây thì mọi người có thấy từ rock, vậy hãy liên tưởng đến thể loại nhạc rock cho mình là một cái thể loại nhạc rất là sôi động, đúng không nào? Vậy khi mà nó chuyển sang động từ rock away, rock the night away, thì hãy nghĩ là mọi người đang làm cho cái không khí của cái buổi tối đấy thật là sôi động, thật là vui vẻ. Xong câu tiếp theo nhé. Jingle bell time. Lại nhắc đến cái khoảnh khắc mà chuông nó ngân vang, đúng không? Thì nó như thế nào? It's a swell time. Nó là cái khoảnh khắc swell, nghĩa là excellent. Đây là một tính từ mà mình có thể hiểu là nó rất là tuyệt vời. Vậy thì cái khoảnh khắc mà chuông ngân vang rất là tuyệt vời để làm gì? To go gliding in a one-horse sleigh. Cùng mình nhìn vào đoạn đầu tiên nhé. Go gliding, đúng không? Từ gliding ở đây thì hãy cùng chú ý cho mình vào động từ glide trước. Glide một là một hành động trượt theo một cái đường thẳng và gần như là không gây ra tiếng động ấy. Trong trường hợp này, gliding nó không phải ở dạng verb ing mà nó lại là một danh từ để nói đến bộ môn thể thao, cũng là bộ môn thể thao trượt thôi, nhưng thường nó là lượn theo một chiếc dù, lượn dù, đúng không nào? Nhưng mà again, nếu mà chúng ta đặt go gliding vào trong cái hoàn cảnh này thì chúng ta không đang chơi dù nữa mà chúng ta lại trượt, đúng không? Trượt tuyết ở trên một cái xe kéo, one horse sleigh. Sleigh ở đây có nghĩa là xe kéo tuyết. Và thường mọi người hay nhầm mấy cái từ sledge. Sledge này thì thực ra nó là một dạng xe nhỏ hơn so với cả sleigh. Sleigh thì là một cái xe nó to và thường được kéo bằng tuần lộc này, ngựa hay là đầu kéo. Alright, và trong cái xe này của mình thì có một con ngựa đang được kéo, đúng không? One horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Alright, sang đến đoạn cuối cùng. Cùng mình nhìn vào câu đầu tiên nhá. Giddy up, jingle horse, con ngựa, đúng không? Con ngựa, horse. Thì làm sao? Giddy up. Giddy up ở đây chính là một câu hiệu lệnh mà người ta thường dùng để nói là ngựa ơi, hãy bắt đầu di chuyển đi. Chuyển sang ngay cái đoạn sau, pick up your feet cũng có nghĩa là ôi đôi chân ơi, hãy bắt đầu di chuyển thôi nào. Alright, để làm gì? Jingle around the clock. Jingle tức là mình đang ngân vang, mình đang di chuyển rồi. Vậy thì around the clock nghĩa là sao? Nó chính là hãy làm 24 giờ, đúng không? Suốt ngày, suốt đêm luôn. Ở đây có thể hiểu là chúng ta đang vui vẻ chơi với nhau đấy, khắp cả ngày, đúng không nào? Và có một điều đặc biệt nữa, tác giả ở đây, around the clock, đã đang nhắc đến một bài hát Giáng sinh vô cùng nổi tiếng khác, đó là Rock Around the Clock. Ok, vậy thì ở đây mọi người sẽ thấy là Bobby Helms hay là những người sáng tác bài hát này đã sử dụng một cách rất thông minh, đúng không? Hop và Rock Around the Clock đều là hai cái reference để nhắc đến những cái ritual Giáng sinh rất là quen thuộc đối với cả người theo đạo này. Rồi sang câu thứ 3. Mixed and mingle in a jingling feet. Từ mix thì rất là quen thuộc rồi, đúng không? Đây là một động từ có nghĩa là pha trộn cái gì đấy.
Nhưng mà còn mingle thì sao? Thực ra mingle thì cũng là một cái từ động từ cũng có nghĩa khá là gần giống với mix. Nó là trà trộn hoặc là ngao du. Nhưng mà nếu mà mix, mình thường nói đến mix hai cái vật với nhau, thì mingle mình sẽ thể hiện áp dụng với con người nhiều hơn, và nhất là trong những cái ngữ cảnh về xã hội. Nếu mà mình nói là mình sẽ chơi với bạn của mình chẳng hạn, thì mình sẽ có câu như sau nhé: I mingle with my classmates at the party. Tức là mình đang hòa trộn với các bạn lớp mình ở trong bữa tiệc, đúng không? Nếu mà áp dụng với từ mix and mingle này vào trong câu của mình, thì chúng ta có thể hiểu đó là hòa nhập và tham gia vào những cái đôi chân đang nhảy, the jingling feet. Và câu cuối cùng của chúng ta sẽ có là That's the Jingle Bell Rock. Đó chính là bài hát Jingle Bell Rock. Đơn giản vậy thôi. Và that's the end of our song. Một bài hát cực kỳ quen thuộc đối với những bạn nào mà hay celebrate Giáng sinh. Và mình rất là hy vọng bây giờ mỗi khi các bạn nghe đến bài hát này, thì các bạn có thể hiểu được nghĩa và các bạn có thể ngân nga theo bài hát này nha. Okay, that's all. I hope you guys have a merry, merry, merry Christmas. And I will see you guys next time with another song. Bye! IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.